bạn nào có nhu cầu sở hữu các sản phẩm từ trang như là khẩu trang nón áo thun cao cấp và áo khoác có in hình của rất nhiều crypto như là bitcoin, binance coin, dogecoin, ethereum, shiba coin và coin 98 và rất nhiều đồng coin khác thì nhấp vào link shopee bên dưới phần bình luận của video để ủng hộ cho mình nhé. Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lớp của hải kênh tin tức cộng đồng bên nước việt nam trong video này mình sẽ có một thông tin rất vui dành cho những bioni những nhà tiên phong đó là chúng ta sẽ có được một video hướng dẫn về quy trình KEC cho tất cả mọi người có thể làm theo hướng dẫn của video đó. Cụ thể thì ở một chat của developer thì các mod của BK Team cũng như trước đó là chính Nicolas đã thông báo. Cụ thể đoạn thông báo có nội dung như sau. Như Nicolas đã đề cập trước đó, nói sắp diễn ra, việc kiểm tra đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đang cực kỳ cẩn thận với nó vì lý do bảo mật và quyền riêng tư. Tuần tới chúng tôi sẽ trình chiếu một video có thêm thông tin và bản demo đầy đủ về phần mềm KIC dành cho giáo dục về vi trình KIC phản hồi của Bioni và chúng tôi hy vọng có thể sớm phát hành rộng rãi hơn. Hãy yên tâm rằng Bico không ngừng làm việc chăm chỉ về KIC. Hãy kiên nhẫn các bản cập nhật tiếp theo sẽ sớm được công bố. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. Có thể hiểu rằng Bico đang làm việc cực kỳ chăm chỉ và cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và những bản KIC thử nghiệm vài trăm người ở mỗi quốc gia đang được diễn ra tốt đẹp và họ còn kỹ càng đến mức sẽ có một video hướng dẫn về quy trình cây thật là tuyệt vời vì nếu không có video hướng dẫn thì sẽ có rất nhiều người làm sai và không vượt qua được KYC nên Bico Team họ biết được điều đó và họ rất cẩn thận với lý do bảo mật và quyền riêng tư và chúng ta hãy cùng chờ đợi chỉ trong tuần tới thôi thì video này sẽ được phát hành và rất có thể là ngày 14 tháng 3 cũng sẽ là một ngày đặc biệt nếu như mọi thứ đi đúng như cái hột của Beethoven và Beethoven họ luôn nhắc nhở chúng ta là hãy kiên nhẫn không phải vì Beethoven họ ít lên tiếng mà là vì họ đang rất cật lực với một khối lượng công việc cực kỳ to lớn cho nên họ luôn nhắc nhở mọi người kiên nhẫn và họ còn phải cảm ơn sự kiên nhẫn của chúng ta video cập nhật của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay chuông bên cạnh để có thể cập nhật những tin tức mới nhất về Be Network xin chào và hẹn gặp lại